Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối hôm nay thứ ba, ngày 28 tháng 11 năm 2023. Và trong chương trình Thời sự tối nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung đáng chú ý sau đây. Quốc hội đã thông qua luật kinh doanh bất động sản sửa đổi và thảo luận về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản. Trà Vinh tổ chức đêm lễ hội Ốc Hông Bóc tái hiện lại nghi thức lễ cúng trăng truyền thống của đồng bào Khmer. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp nghe văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh báo cáo tiến độ hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 và kết quả tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, tiếp tục thực hiện chương trình làm việc của kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Sáng nay ngày 28 tháng 11, Quốc hội thông qua luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Mở đầu phiên làm việc sáng nay, Quốc hội đã nghe trình bày báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Sau đó Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua luật này. Với 465 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 94,13%. Tiếp đó, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã thảo luận về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản. Nhiều ý kiến của đại biểu Quốc hội cho rằng, việc ban hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản là cần thiết nhằm tiếp tục thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, đồng thời khắc phục những hạn chế tiêu cực hiện nay trong lĩnh vực đấu giá tài sản, đảm bảo công khai, minh bạch, lành mạnh. Để góp phần hoàn thiện dự thảo luật, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, quy định chặt chẽ về quyền và trách nhiệm của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá tài sản. Cùng với đó, cần bổ sung quyền nghĩa vụ của người trúng đấu giá tài sản. Mặt khác, đại biểu đề nghị bổ sung quy định về trình tự thủ tục đấu giá tài sản, thi hành án và các quy định về điều kiện cá nhân người được ủy quyền tham gia đấu giá. Trước đó, trong phiên làm việc diễn ra vào chiều ngày hôm qua, thảo luận vào dự thảo luật lưu trữ sửa đổi, đại biểu Quốc hội Quỳnh Thị Hằng Nga, Bí thư huyện ủy Càng Long đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu quy định cụ thể hơn, rõ ràng hơn liên quan đến vấn đề xã hội hóa trong một số lĩnh vực nhằm giảm thiểu cho ngân sách nhà nước. Phát huy tối đa giá trị tài liệu lưu trữ đáp ứng yêu cầu của nhân dân và doanh nghiệp trong khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ, phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Tại điều 6, các hành vi bị nghiêm cấm, đề nghị ban soạn thảo bổ sung quy định việc cản trở quyền hợp pháp của công dân khi tiếp cận tài liệu lưu trữ, đồng thời bổ sung các hành vi bị nghiêm cấm đối với hoạt động lưu trữ tư. Bên cạnh đó, cần bổ sung các biện pháp chế tài áp dụng khi các quyền của chủ sở hữu bị vi phạm đối với các hành vi vi phạm pháp luật về lưu trữ. Tại điều 16, Hội đồng thẩm tra giá trị tài liệu lưu trữ, tôi đề nghị ban soạn thảo bổ sung thêm quy định các cơ quan cấp xã thành lập Hội đồng thẩm tra giá trị tài liệu lưu trữ. Vì thực tế hiện nay, mặc dù đã có nhiều cố gắng, nhưng kết quả thực hiện công tác lưu trữ tại cấp xã vẫn còn những tồn tại hạn chế nhất định như quản lý văn bản đi đến chưa đúng theo quy định, lập hồ sơ công việc chưa thường xuyên, chưa đi vào nề nếp, chưa thực hiện các nghiệp vụ về công tác lưu trữ, nên tài liệu lưu trữ không được quản lý thống nhất, tập trung, dẫn đến mất mát tài liệu. Chính vì vậy, tôi đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung quy định việc thành lập hội đồng thẩm tra tài liệu lưu trữ cấp xã nhằm góp phần cho việc lưu trữ cấp xã được tập trung, thống nhất, lưu trữ tài liệu hiệu quả, góp phần cho giữ gìn và phát huy các giá trị tài liệu phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tại điều 61, 62, dự thảo luật quy định về kinh phí hoạt động lưu trữ, chế độ chính sách đối với người làm lưu trữ, tôi đề nghị ban soạn thảo quy định rõ hơn và càng quan tâm đến các cơ chế chính sách cho đội ngũ cán bộ công chức, số lượng cán bộ làm công tác văn thư lưu trữ, nhất là cấp xã. Vì hiện nay, lực lượng này khá mỏng, tình trạng cán bộ công chức làm công tác văn thư, kiêm nhiệm lưu trữ vẫn còn khá nhiều. Mặt khác, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của một bộ phận cán bộ làm công tác văn thư lưu trữ còn chưa theo kịp yêu cầu của công việc đề ra, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin. Hiện nay, một vấn đề rất khó đó là hệ thống tổ chức lưu trữ cấp xã, phường, thị trấn chưa có biên chế làm công tác văn thư lưu trữ, chủ yếu là kiêm nhiệm, chế độ phụ cấp rất thấp nhưng khối lượng công việc người làm công tác văn thư lưu trữ tại cấp xã rất lớn, vừa có nhiệm vụ tham mưu, hướng dẫn, vừa trực tiếp thực hiện đối với tất cả các nội dung công tác văn thư lưu trữ. Trong khi đó, theo quy định của luật lưu trữ thì lưu trữ cấp xã là lưu trữ cố định. Chính vì vậy, đề xuất ban soạn thảo cần quan tâm bố trí hợp lý và có những chế độ đãi ngộ, chính sách phù hợp thì những người làm công tác văn thư lưu trữ tại cấp xã sẽ yên tâm công tác với lòng nhiệt tình và tinh thần trách nhiệm cao, góp phần tích cực đưa công tác văn thư lưu trữ tại địa phương ngày càng đi vào nề nếp.
Ngoài ra, đóng góp vào quy định về phục vụ độc giả sử dụng tài liệu lưu trữ, đại biểu Quỳnh Thị Hà Nga đề nghị ban soạn thảo quy định rõ hơn về đối tượng độc giả được sử dụng tiếp cận tài liệu, đồng thời đề nghị bổ sung các cơ chế, giải pháp chỉ đạo quản lý nhằm phục vụ cho việc khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ của đối tượng là độc giả. Từ đó, tạo điều kiện tốt nhất để độc giả có thể thuận tiện trong việc tiếp cận, khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ, phục vụ cho nhu cầu nghiên cứu, nhu cầu xã hội và phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay. Đêm qua 27 tháng 11, tại di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Ao Bà Ôm, Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức đêm lễ hội Ốc Ông Bóc, tái hiện lại nghi thức lễ cúng trăng truyền thống của đồng bào Khmer. Đến dự có ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, ông Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Lễ hội Ốc Ông Bóc hay còn gọi là lễ cúng trăng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong đời sống tinh thần của đồng bào Khmer và được duy trì tổ chức hàng năm, góp phần bảo tồn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer. Đây còn là cơ hội để tỉnh quảng bá và giới thiệu hình ảnh về vùng đất và con người Trà Vinh hiền hòa, thân thiện, hiếu khách đến với bạn bè, du khách gần xa. Phát biểu khai mạc lễ hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Thanh Bình nhấn mạnh: Năm nay, tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ hội Ốc Ông Bóc cùng với chuỗi các hoạt động của tuần lễ văn hóa, du lịch liên quan ẩm thực Nam Bộ diễn ra từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 11 năm 2023 với nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi như hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm công nghiệp nông thôn và ô cốp, không gian ẩm thực Nam Bộ, hội thi trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Khmer, các hoạt động kỷ niệm ngày di sản văn hóa Việt Nam, các hoạt động triển lãm nghệ thuật, hoạt động du lịch, thể thao, tạo sinh khí vui tươi phấn khởi phục vụ đồng bào trong và ngoài tỉnh. Đây còn là dịp để đồng bào họp mặt, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, động viên nhau thi đua lao động, sản xuất, học tập, công tác, tiếp tục giữ gìn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Nhân dịp này, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, nhất là ngành văn hóa, thể thao và du lịch, quý vị chư tăng, đồng bào dân tộc Khmer trong tỉnh tiếp tục giữ gìn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội Ốc Ông Bóc tỉnh Trà Vinh, bảo tồn, khai thác các giá trị di sản văn hóa phục vụ cho công tác giáo dục truyền thống văn hóa, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa con người Trà Vinh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Sau hội trống khai hội, nghi thức lễ cúng trăng chính thức bắt đầu. Cúng trăng là một lễ hội dân gian mang đậm màu sắc văn hóa của đồng bào Khmer Nam Bộ, phản ánh lưu giữ và truyền thừa những giá trị tích cực của tín ngưỡng văn hóa truyền thống, gắn chặt cuộc đời mỗi con người, mỗi gia đình và cả vùng sóc với ruộng đồng, mùa vụ và thiên nhiên. Phát biểu ôn lại truyền thống lễ hội, qua thường Thạch Sóc San, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Sảy Ưu Nước tỉnh Trà Vinh nhấn mạnh: Đây là một trong ba lễ hội lớn trong năm của đồng bào dân tộc Khmer. Xuất phát từ lao động sản xuất nông nghiệp đã sản sinh ra lễ hội đậm nét nhân gian này. Thời điểm này, lúa thóc, ngô khoai, hoa quả bắt đầu vào một vụ mùa thu hoạch. Những trái ngon, quả ngọt đầu tiên được đồng bào Phật tử dùng để cúng trăng. Vì theo quan niệm của đồng bào dân tộc Khmer, mặt trăng có vai trò điều hòa thời tiết, làm cho mưa thuận gió hòa, mang lại mùa màng bội thu. Năm nay tỉnh ủy Trà Vinh tiếp tục tổ chức tuần lễ văn hóa du lịch liên quan ẩm thực Nam Bộ gắn với lễ hội Ốc Ông Bóc tỉnh Trà Vinh năm 2023. Như thông lệ hàng năm, với nhiều nội dung hoạt động phong phú thiết thực, qua đó góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Khmer, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nhất là lĩnh vực văn hóa du lịch. Để đáp lại sự quan tâm đặc biệt của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,
Tôi kêu gọi toàn thể đồng bào Phật tử chư tăng Khmer trong tỉnh hãy phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa, Chăm. Đoàn kết đương giáo vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các chương trình mục tiêu quốc gia vì xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 nêu cao ý thức cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, các thành phần cực đoan tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước hòng gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng quê hương Trà Vinh giàu mạnh, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Sau nghi thức lễ cúng trăng kết thúc là đến lúc người dân được hòa mình vào không khí nhộn nhịp của hội thả hoa đăng. Những chiếc hoa đăng mang theo ước vọng của người dân nguyện cầu cho trời đất giao quà, mùa màng tốt tươi, con người già dặn dật bình yên. Với các giá trị văn hóa đặc sắc, lễ hội Ốc Âm Bốc của đồng bào Khmer Nam Bộ, trong đó có lễ hội Ốc Âm Bốc Trà Vinh đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Dịp này, ban tổ chức đã trao 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho học sinh nghèo hiếu học trên địa bàn tỉnh. Sáng nay, ngày 28 tháng 11, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia, chủ trì cuộc họp nghe văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh báo cáo tiến độ hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 và kết quả tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Theo văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh, đối với huyện Trà Cú là địa phương xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023. Đến nay đã tổ chức họp thẩm tra hồ sơ mức độ đạt chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đang tiến hành lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trên địa bàn huyện. Đã lấy phiếu trên 21.700 hộ, đạt trên 75%, trong đó số phiếu không hài lòng là 103 phiếu. Đối với huyện Cầu Kè, xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023, huyện đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, gửi văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh sẽ tổ chức họp thẩm tra hồ sơ mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đối với huyện Cầu Kè, đề nghị lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao từ ngày 27 tháng 11 đến ngày 22 tháng 12. Dự kiến sẽ họp ban chỉ đạo tỉnh để thảo luận bỏ phiếu đề nghị xét công nhận huyện Cầu Kè đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 vào cuối tháng 12 và hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương. Đối với huyện Tiểu Cần, xây dựng đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao, huyện đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, gửi văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh. Dự kiến đầu tháng 12 sẽ tổ chức họp thẩm tra hồ sơ mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đối với huyện Tiểu Cần. Cuối tháng 12 sẽ họp ban chỉ đạo tỉnh để thảo luận bỏ phiếu đề nghị xét công nhận huyện Tiểu Cần đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 và hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương. Đối với xây dựng tỉnh nông thôn mới, đến nay tỉnh đã cơ bản đạt 5 trên 8 nội dung. Còn lại 3 nội dung chưa đạt gồm nội dung có 100% số huyện trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Hiện nay toàn tỉnh có 6 trên 7 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Riêng đối với huyện Trà Cú đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định. Về nội dung, có nhất 20% số huyện trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Bộ Tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Hiện nay, huyện Cầu Kè có kế hoạch đạt chuẩn năm 2023 và huyện Tiểu Cần có kế hoạch đạt chuẩn năm 2024, phấn đấu năm 2023 đạt 9 trên 9 tiêu chí. Hiện đều đang hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định. Ở nội dung về chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý đạt từ 90% trở lên, nội dung này chưa đánh giá. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn đề nghị các huyện Trà Cú, Cầu Kè, Tiểu Cần chú trọng hoàn thiện các báo cáo, hoàn thiện từng bước các công việc còn lại, đề ra kế hoạch với mốc thời gian cụ thể cho các công việc và tập trung thực hiện việc lấy ý kiến Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh cũng như công bố trên các phương tiện truyền thông để lấy ý kiến nhân dân. Đồng thời các địa phương cần dùng sức thực hiện cảnh quan môi trường, phát huy thật tốt vai trò của thành viên ban chỉ đạo,
tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân để người dân đồng lòng chung tay thực hiện mục tiêu nông thôn mới ở từng địa phương. Chiều qua ngày 27 tháng 11, ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh chủ trì cuộc họp chuẩn bị cho hội nghị đối thoại với phụ nữ trên địa bàn tỉnh năm 2023. Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh đã thông qua dự thảo kế hoạch tổ chức hội nghị và các nhóm câu hỏi mà hội viên đang quan tâm. Theo đó, hội nghị đối thoại sẽ diễn ra vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 4 tháng 12 năm 2023 với sự tham dự của hơn 150 đại biểu tại nhà khách tỉnh ủy. Hiện tỉnh hội đã nhận được gần 30 câu hỏi của các cán bộ hội viên, nội dung xoay quanh về công tác cán bộ nữ, phong trào phụ nữ, vấn đề phát triển kinh tế, giảm nghèo, bình đẳng giới, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nữ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chuẩn bị chu đáo mọi mặt từ trang trí khánh tiết đến nội dung tại hội nghị đối thoại. Phó Chủ tịch thống nhất cao với nội dung chủ đề nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ và công tác cán bộ nữ mà cán bộ hội viên phụ nữ đề cập tại buổi đối thoại sắp tới. Ngoài ra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện đề nghị lãnh đạo các sở ban ngành chức năng tỉnh tham gia hội nghị đối thoại để hiểu hơn về tâm tư, nguyện vọng và giải trình thỏa đáng kiến nghị của cán bộ hội viên phụ nữ trong tỉnh. Đồng thời, chuẩn bị kỹ nội dung những chính sách mới lĩnh vực ngành mình để tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh trả lời trực tiếp tất cả các câu hỏi của phụ nữ tại hội nghị. Ngày 27 tháng 11, huyện ủy Cầu Kè tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để triển khai quán triệt các quy định, hướng dẫn của Trung ương. Đồng chí Nguyễn Quang Khải, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Cầu Kè chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe triển khai quán triệt các nội dung quy định số 124 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị, quy định về chức năng nhiệm vụ mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập, quy định về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, quy định về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và trong hoạt động thanh tra kiểm toán, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung về kiểm điểm đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị. Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư huyện ủy Cầu Kè Nguyễn Quang Khải nhấn mạnh, các nội dung quy định hướng dẫn quán triệt lần này tiếp tục nêu cao tinh thần tự phê bình, chủ động phát hiện ngăn chặn biểu hiện suy thoái, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, đồng thời nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, người đứng đầu và cán bộ đảng viên. Bí thư huyện ủy Cầu Kè Nguyễn Quang Khải yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng nhận thức đầy đủ, kịp thời nắm vững các chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương đề ra để vận dụng triển khai thực hiện thống nhất, đạt kết quả cao ở địa phương, đơn vị. Quá trình triển khai bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, giữ vững sự đoàn kết thống nhất, đúng thẩm quyền trách nhiệm trong quá trình triển khai thực hiện các quy định. Ngày 27 tháng 11, Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh tổ chức bế mạc hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm công nghiệp nông thôn và ô cốp gắn với lễ hội Ốc Ông Bóc tỉnh Trà Vinh năm 2023. Hội chợ năm nay được tổ chức tại trung tâm hội nghị tỉnh với quy mô 300 gian hàng của 118 đơn vị tham gia đến từ 17 tỉnh thành phố, đặc biệt có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp có thương hiệu mạnh và 8 đơn vị trung tâm xúc tiến khuyến công trong cả nước tham gia. Theo Sở Công Thương, hàng hóa của các doanh nghiệp trưng bày tại hội chợ năm nay rất đa dạng và phong phú. Các doanh nghiệp có đầu tư cho hoạt động quảng bá giới thiệu sản phẩm, giá cả hợp lý, phục vụ tốt cho nhu cầu tham quan mua sắm của người dân. Qua 7 ngày, hội chợ đã đạt được các mục tiêu, triển lãm giới thiệu được khu trưng bày sản phẩm của các đơn vị khởi nghiệp, làm cầu nối cho các doanh nghiệp Trà Vinh và các tỉnh thành phố giao lưu quảng bá thương hiệu sản phẩm, kết nối giao thương, đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh công tác quảng bá các sản phẩm công nghiệp nông thôn, sản phẩm ô cốp, làng nghề đến với người tiêu dùng, thực hiện được việc kết nối thị trường tiêu thụ nội địa và xuất khẩu trong thời gian tới. Qua thống kê, doanh thu cả kỳ hội chợ đạt trên 9,2 tỷ đồng, lượng khách tham quan bình quân khoảng 13.500 lượt một ngày đêm. Trong thời gian diễn ra hội chợ, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo. Với lượng khách và sức mua tăng lên hàng năm, hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm công nghiệp nông thôn và ô cốp gắn với lễ hội Ốc Ông Bóc tỉnh Trà Vinh đã trở thành một sự kiện xúc tiến thương mại truyền thống thường niên của tỉnh, có ý nghĩa thiết thực xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại và cũng là một hoạt động ý nghĩa phục vụ lễ hội Ốc Ông Bóc của đồng bào Khmer tỉnh Trà Vinh. Đoàn trường Đại học Trà Vinh vừa phối hợp với Trung tâm Môi trường và Phát triển nguồn lực cộng đồng tổ chức cuộc thi sáng kiến thanh niên về thích ứng với biến đổi khí hậu tại Trà Vinh năm 2023. Đây là lần đầu tiên cuộc thi sáng kiến thanh niên về thích ứng với biến đổi khí hậu được tổ chức trong sinh viên trường Đại học Trà Vinh. Sau hơn một tháng phát động, Ban tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận 20 sáng kiến với sự tham gia của gần 80 sinh viên gửi dự thi. Qua đánh giá, Ban tổ chức đã chọn ra 5 đội thi có sáng kiến xuất sắc
để tiếp tục tham gia phần thi thuyết trình và hỏi đáp từ ban giám khảo. Các sáng kiến được chọn là sinh viên đồng hành cùng rừng ngập mặn, chế phẩm nano sinh học bảo quản nông sản, nhà dược lũ Bình An, nhà máy lọc nước, mô hình nuôi tôm kết hợp với nuôi ong trong rừng ngập mặn. Cuộc thi nhằm lan tỏa thông điệp về biến đổi khí hậu toàn cầu nói chung và tại Trà Vinh nói riêng. Qua đó là dịp để các em sinh viên nghiên cứu, phát huy năng lực sáng tạo, xây dựng những giải pháp hữu ích thích ứng biến đổi khí hậu, tạo môi trường sống lành mạnh, phát triển bền vững. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức trao giải nhất cho sáng kiến sinh viên đồng hành cùng rừng ngập mặn. Giải nhì là sáng kiến mô hình nuôi tôm kết hợp với nuôi ong rừng ngập mặn. Và giải ba là sáng kiến chế phẩm nano sinh học bảo quản nông sản. Mới đây, ngày 27 tháng 11, tại giải BISAC vô địch thế giới lần thứ 19 năm 2023, BISAC Việt Nam đã xuất sắc đoạt huy chương vàng nội dung bộ ba nữ. Trong đó có hai vận động viên và một huấn luyện viên của Trà Vinh trực tiếp thi đấu. Hai vận động viên của Trà Vinh là vận động viên Thạch Thị Ánh Lan và Kim Thị Thu Thảo thi đấu nội dung bộ ba nữ cùng với vận động viên Trịnh Thị Kim Thanh của Bình Dương. Đội BISAC Việt Nam do huấn luyện viên Nguyễn Bảo Long của Trà Vinh trực tiếp chỉ đạo thi đấu. Có 44 nước tham gia thi đấu nội dung bộ ba nữ. Sau khi vượt qua nhiều đối thủ tại trận chung kết khá kịch tính, các cô gái BISAC Việt Nam đã có chiến thắng với tỷ số 13-12 trước chủ nhà Thái Lan để đoạt chiếc vô địch. Đây là chiếc huy chương vàng đầu tiên và lịch sử của BISAC Việt Nam ở đấu trường thế giới. Trước đó, ở nội dung bắn kỹ thuật cá nhân nữ, vận động viên Thạch Thị Ánh Lan của Trà Vinh cũng xuất sắc đoạt huy chương bạc. Giải BISAC vô địch thế giới lần thứ 19 năm 2023 tại Thái Lan có trên 450 vận động viên, huấn luyện viên đến từ 44 quốc gia và vùng lãnh thổ. Giải diễn ra từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 11. Trong đó, đội BISAC Việt Nam có 12 thành viên gồm 1 trưởng đoàn, 3 huấn luyện viên và 8 vận động viên. Tại giải này, BISAC Việt Nam đạt 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, đều có sự đóng góp của vận động viên đến từ Trà Vinh. Thưa quý vị và các bạn, trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội, Trà Vinh tập trung quan tâm phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc với nhiều nghị quyết được ban hành sát hợp với điều kiện thực tiễn. Từ đó, đời sống văn hóa tinh thần của người dân được nâng lên và làm chuyển biến rõ nét vùng đồng bào dân tộc Khmer, ghi nhận thực tế của phóng viên chuyên đề nghe người dân nói. Ngay sau khi tách tỉnh tháng 5 năm 1992 đến nay, tỉnh ủy Trà Vinh đã ban hành các nghị quyết số 01, nghị quyết số 03 và nghị quyết số 06 về tiếp tục phát triển toàn diện vùng đồng bào Khmer, phát huy tinh thần đoàn kết các dân tộc và nâng cao đời sống của người dân tộc Khmer tỉnh nhà. Điều này cho thấy sự quan tâm của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc Khmer. Trong quá trình thực hiện các nghị quyết của tỉnh ủy, các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển toàn diện trong vùng đồng bào dân tộc. Theo đó, nhiều chính sách có tác động mạnh mẽ đến đời sống của đồng bào Khmer, như chính sách xây dựng hạ tầng thiết yếu, chính sách hỗ trợ thoát nghèo, chính sách hỗ trợ về giáo dục, y tế, nước sạch và vệ sinh môi trường. Nếu năm 1992 có 40% hộ Khmer nghèo, thì đến cuối năm 2022 giảm còn 3,6%, tương đương 3.223 hộ. Bình quân hàng năm giảm gần 4% hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc Khmer. Trà Vinh thực hiện giảm tỷ lệ hộ nghèo về đích trước một năm so với chỉ tiêu nghị quyết để hội đảng bộ lần thứ 10. Sự quan tâm thiết thực và toàn diện đối với đồng bào Khmer là động lực để đồng bào tiếp tục phấn đấu đạt được những thành tích mới trong phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, là cơ sở để củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc. Bà Thạch Thị Sa, ấp Trong Bác, xã Tân Hiệp, huyện Trà Cú, thuộc diện hộ nghèo nhiều năm do không có vốn làm ăn, thiếu kiến thức trồng trọt chăn nuôi, nên cái nghèo luôn đeo đẳng. Đầu năm 2020, gia đình bà được hỗ trợ vay 40 triệu đồng từ nguồn vốn nhân rộng mô hình giảm nghèo, trồng cỏ và chăn nuôi bò sinh sản. Đây là động lực giúp bà cùng các thành viên trong gia đình lao động vươn lên để cuộc sống gia đình phát triển khấm khá hơn. Thì hồi trước thì cũng cực khổ lắm, khó khăn đó. Rồi bây giờ nhà nước đỡ cho thì vay vốn được, cũng đỡ. Mình bắt bò nuôi. Nuôi rồi tiếp được con thì mình bán ra cũng bắt được 2 con, bây giờ lên được 7 con rồi. Cũng khi hết cực rồi, cũng đỡ. Gia đình cũng cố gắng hết, cũng đỡ thoát nghèo rồi. Rồi nhà nước cũng cho được nhà nữa. Xác định giảm nghèo, giải quyết việc làm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thúc đẩy kinh tế xã hội ngày càng phát triển.
các địa phương tập trung xây dựng nhiều giải pháp để thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Trong đó, xuất khẩu lao động là giải pháp hữu hiệu giúp người lao động được giải quyết việc làm và vươn lên khấm khá hơn. Số tiền tôi mượn nhà nước hết là 120 triệu. Là làm 3 tháng, con làm lên chợ làm 3 tháng rồi xong đàng hoàng đưa tiền về gửi cho nhà nước xong hết rồi. Bên trường hợp xuất khẩu lao động thì con tôi đi bển. Giờ thích khá già rồi. Gia đình ông Sơn Thương, ấp Sóc Cục, xã Trường Thọ. Hộ ông Thương thoát nghèo nhờ có con gái đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản năm 2019. Tiếp chúng tôi trong căn nhà rộng mới khang trang được xây dựng bằng tiền làm việc của con gái gửi về. Ông cho biết, đầu năm 2019, sau khi được chính quyền địa phương cùng Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Trà Vinh tuyên truyền chính sách xuất khẩu lao động, hướng dẫn cụ thể hồ sơ, thủ tục xuất khẩu lao động, thì gia đình ông đã có sự chuyển biến tích cực. Con gái của ông Thương đã đăng ký đi Nhật Bản làm việc với mức lương khá cao. Mỗi tháng, con gái ông gửi về cho gia đình hơn 20 triệu đồng. Hồi đó thì gia đình cũng còn khó khăn. Thì hồi 18, 19 đó thì gia đình cũng còn khó khăn. Thì cũng nhờ cái chính quyền địa phương đó cũng quan tâm. Có nghe cái thông tin rồi cái học S12 thì đưa cho cũng như vận động con em cho nó đi xuất khẩu lao động để cho có thêm cái thu nhập á. Theo cái môi trường làm việc của con á bệnh thì nó điện qua thường xuyên thì cái công việc làm thì nó ổn, rất là ổn. Nó làm thì nó khỏe. Thì ngoài cái công việc của con đi làm thì ở nhà cũng làm ruộng, rồi cái chăn nuôi heo với bò, gà vịt gia đình gì đó, cái kinh tế phụ cái trong gia đình gì đó. Để thêm có thu nhập thêm á. Vùng dân tộc Khmer phát triển, đời sống của người dân được nâng lên rõ rệt. Bên cạnh những chính sách hỗ trợ kịp thời của đảng và nhà nước, thì sự vào cuộc của từng địa phương trong tuyên truyền, vận động, tập huấn kiến thức, chuyển giao ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ, giải quyết việc làm, đóng vai trò hết sức quan trọng. Đối với Trà Vinh, để đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025 và là tỉnh phát triển trong nhóm đầu của khu vực đồng bằng sông Cửu Long trước năm 2030 mà nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ 11 đề ra, thì sự đoàn kết giữa các dân tộc anh em chính là sức mạnh to lớn để hoàn thành mục tiêu và xây dựng quê hương ngày càng đổi thay, giàu đẹp. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.